Shop phụ tùng Trà Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay lại tiếp tục về được một ít tem 3M anh em ạ. Thì phải nói là cái bộ tem này để mà săn được giá rẻ nó thì khá là khó anh em ơi. Bữa giờ mình không có kiếm được cái nguồn giá rẻ. Bữa trước thì mình có đăng cho anh em giá 1.300.000. Tuy nhiên là từ bữa đến giờ nó cái nguồn hàng ở chỗ đó nó hết rồi. Thì mình lại phải đi chạy ở những chỗ khác. Tuy nhiên là nói thật với anh em là cái loại này nó hiếm, cho nên là người ta bán giá cao lắm. Không tin được là có nhiều chỗ họ đang bán cái bộ này cái giá cao gấp đôi gấp ba mình đang bán luôn. Mình đang bán giá là 1.300.000, thì nay mình lại về được tiếp mấy bộ nữa. Thì nó hàng với anh em là có mấy bộ thôi, cho nên là anh em mà có nhu cầu thực sự thì mình hẳn mua, còn nếu không thì anh em nhường cho người khác. Chứ cái này thực sự là nói với anh em là cái số người mua cái này là dàn dật nhau mua luôn, nó thật sự nha, không phải mình nói xạo đâu. Và cái số lượng hàng ở trên thị trường bây giờ nó rất là hiếm. Thì tại sao lại nói như vậy? Có thể nhiều anh em chúng ta chưa biết về bộ tem này. Thì bộ tem này là một cái bộ tem lửa Dream Thái ha. Đây, tem mà anh em nhìn là anh em biết tem lửa Dream Thái rồi. À, đó. Thì tem lửa Dream Thái này là cái dòng tem của xe Dream Thái được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về. Honda Thái Lan nha. Được sản xuất ở Thái Lan luôn và nhập khẩu về. Cái này là nhập khẩu không có qua Honda Việt Nam đâu anh em, nhập khẩu thẳng về đây luôn. Thì cái giá của nó bên mình bán ra là 1.300.000. Anh em có thể tìm mua ở những nơi khác, tuy nhiên là giá này nó sẽ rất là cao. Đây, nó thẳng với anh em là như vậy. Và cái này anh em muốn mua số lượng nhiều cũng không có nha. Mình chỉ bỏ xỉ khoảng 10 bộ trở xuống thôi. Mình không có bán ra nhiều cho anh em được. Đây, nói thẳng với anh em như vậy để anh em biết cái độ hiếm của nó. Thì mình bên mình là chuyên bỏ xỉ cho anh em, xỉ và lẻ là đều có đủ hết nha. Đó, thì hôm nay giới thiệu cho anh em về cái bộ tem 3M của Rim ha, Rim Thái. Thì tại sao gọi nó là tem 3M? Nó cũng không có gì đâu anh em. Nếu như gọi là 3M thì chắc anh em không hiểu. Nhưng mà khi anh em lật cái mặt lưng lại ha. Đây, mặt lưng của nó sẽ được sản xuất bởi một cái thương hiệu keo ha, được sản xuất bởi một cái thương hiệu đề can, thương hiệu làm các chuyên làm những đề can dán này từ xe máy tới xe hơi của 3M. À, 3M, và cái dòng này là dòng 3M đầu tiên của Honda sản xuất, nó thẳng là như vậy luôn, nó là 3M Honda Thái Lan sản xuất, cho nên là nó rất là chuẩn luôn. 3M đấy là thương hiệu đề can đến từ Mỹ nha anh em nha. Những cái sản phẩm của họ thì rất là đắt tiền luôn, ví dụ như những cái cuộn băng keo của họ là băng keo siêu dính, rồi có cả băng keo chống đạn nữa cơ. Thì cái hãng 3M này là mình cũng không biết cái lý do tại sao mà là Honda họ lại thuê nhờ bên 3M họ làm cái tem Rim Thái này. Tuy nhiên là các cái đời sau thì nó không có nha. Chỉ có Rim Thái là nó có tem 3M thôi. Còn những cái dòng đời sau như là Quay Thái này kia là nó cũng tem vàng bình thường thôi, chứ không có tem 3M này đâu. Tuy nhiên là Rim Thái thì nó lại là một cái dòng xe, không biết là nó có vì một cái lý do gì, nhưng mà được 3M sản xuất tem. Đây, ví dụ như là có một số cái bộ nữa, nó sẽ có cắt cái đề can chúng ngay cái chữ 3M rất là rõ luôn. Thì mình sẽ quay cho anh em coi ha, kiếm cái chỗ nào nó có. Thì cái hàng này là cái hàng mới nha anh em. Đây, ví dụ như đây nó có chữ 3M này. Đây là cắt chữ 3M đây này. Đây, 3M này. Thì cái loại keo này á, cái loại tem của 3M này này, thì nó sử dụng rất là bền và nó dán vô nha anh em. Anh em lưu ý nha, cái này khi anh em mua anh em phải đem cho thợ lành nghề một chút xíu, đừng có nên tự dán ở nhà, rất là nguy hiểm. Vì anh em mà dán chặt một cái này tháo ra rất là khó nha. Tại vì keo nó dính rất là chắc nè, 3M này. Đây, nó dính rất là chắc nha, dán một cái là nó dính hoài luôn á. Và cái loại này có nhiều anh em hỏi mình là bền không. Cái loại này thì nó là loại hàng zin nha anh em. Và nó là hàng xịn nhất rồi, loại xịn nhất rồi. Cho nên là nếu mà nói về độ bền thì nó rất là bền. Đồ theo xe anh em xuất xưởng nó bền bao nhiêu thì cái loại này nó cũng y như vậy ha. Thì giá của nó là 1.300.000. Đây, mình có một miếng này là hàng mẫu thử của mình nha. Đây này, cái này mình đã lột ra test rồi. Mình sẽ mở cái mặt lưng cho anh em coi ha. Mở cái mặt lưng thôi. Đây, mình sẽ mở cái mặt lưng dưới này ra cho anh em coi keo nó như thế nào. Đây này, anh em sẽ nhìn nó sẽ là một lớp keo mà dạng như keo đen nha, keo đen bạc nha. Anh em thấy không? Đó. Do là cái lớp phía trên này mình làm cho nó nhanh rồi, mình lột mấy lần ra để mình quay clip cho anh em rồi. Bộ này là bộ mẫu, mình không có bán, để là mình quay mình phá luôn. Đấy, anh em thấy không? Này, lưng nó sẽ, cái mặt keo nó sẽ là keo màu xám đen nha, rất là độc lạ luôn. Gần như anh em chúng ta không thể nào thấy được những cái loại tem
khác mà nó có cái màu này nha, đa số là lưng vàng hoặc lưng trắng thôi, chứ không có vụ keo mà lưng màu màu bạc xám nhám như vậy nha, rất là khó khi thấy được cái loại keo như này. Đấy anh em thấy không, và cái này anh em chúng ta lưu ý nha, dán vô là nó dính rất là chắc, cho nên là khi anh em chúng ta mua để anh em dán á, thì anh em phải hết sức lưu ý nha, anh em phải lựa những cái người thợ lành nghề, đặt niềm tin vào họ dán nha. Vì cái bộ tem này nói thẳng ra là nó cũng rất là đắt tiền, nó 1.300.000 một bộ, cho nên là anh em chúng ta phải lựa những cái người nào mà họ có cái trình độ họ cao một chút xíu, họ giá nó không có bị lỗi đó. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ với mình nha, tem 3M rim thái tem lửa, giá của nó là 1.300.000 một bộ, nó là mỗi nó 1.300.000 thôi, chứ thực ra nếu mà anh em chúng ta đi mua lẻ thì anh em chắc cũng biết rồi, một miếng này có người họ bán một cặp miếng cốt này không là 2 triệu rồi nha. Đây này, hai cái miếng này thôi, miếng này và miếng này đó là 2 triệu, rất là bình thường, thì không có gì đắt hết. Cho nên là anh em là chúng ta đang có nhu cầu muốn sở hữu thì ở đây mình có 6 bộ, cho nên là anh em nào có nhu cầu thực sự thì có thể liên hệ sớm nha. Còn hôm nào tiếp tục về hàng thì mình lại tiếp tục đăng lên cho anh em. Còn hiện nay thì cái bộ tem này rất là hot và được rất là nhiều anh em ta đang săn đón và đang truy lùng để được mua được. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em là chúng ta đang có nhu cầu có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha.